Dạ, đầu tiên mình mở ứng dụng Google Home lên nha anh chị. Sau đó chọn qua phần thiết bị nè, bấm thêm, chọn hoạt động với Google. Rồi anh chị search từ khóa Smart Life với em nha. Đó, sau mình kéo xuống mình tìm biểu tượng Smart Life nè. Rồi, Google sẽ hỏi bạn là có kết nối tài khoản của mình với Smart Life không, thì anh chị xác nhận đến chết với em. Mình đợi một xíu cho ứng dụng liên kết. Sau khi ứng dụng liên kết được rồi thì mình sẽ chọn chọn cái thiết bị mà mình muốn đưa vào Google Home. Phòng, chọn phòng. Tương tự với các thiết bị còn lại. Đây, lúc này mình qua phần thiết bị là mình đã thấy được thiết bị rồi. À, như vậy là mình có thể điều khiển được. Cảm ơn anh chị. Sau đó anh chị vào ứng dụng Assistant là có thể điều khiển bằng giọng nói. Bật Mi Home. Chắc chắn rồi, đang bật Mi Home.